Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tôi trở lại phần 2 của chương trình phỏng vấn đặc biệt Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp của Giáo phận Vinh. Và Ngài cũng là Chủ tịch của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thưa Đức Cha, trong cái 5 năm Ngài nhận chức Giám mục địa phận Vinh cho đến bây giờ, thì chắc là Ngài cũng có những cái niềm vui thì rất là nhiều rồi, nhưng mà làm sao tránh khỏi có những cái điều làm cho Ngài không hài lòng mà người ở ngoài tu hành thì thường nói rằng là những cái khổ lụy, những cái buồn bực. Thì thưa Đức Cha, nhìn chung thì Đức Cha có những cái điều gì làm cho Đức Cha hài lòng nhất và không hài lòng trong suốt 5 năm trong cái nhiệm vụ tông đồ của Ngài? Và đặc biệt là chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái trường hợp của nhà thờ Tam Tòa, là một cái vị trí lịch sử sắp sửa được xây thành thánh đường, thì chắc chắn là sẽ lại trở lại cái vị trí lịch sử và một cái vị trí mà sẽ có rất nhiều người Công giáo ở Việt Nam muốn đến đó để chiêm ngưỡng. Thì Ngài có những cái suy tư đặc biệt nào về cái nhiệm vụ của Ngài trong 5 năm vừa qua không, thưa Đức Cha? 5 năm vừa qua là những năm khởi đầu trong công tác mục vụ của tôi tại Giáo phận Vinh. Vâng. Và trong những năm khởi đầu đó thì cũng có những lúc sóng gió, có những lúc trời yên bể lặng. Vâng. Thì mỗi thời điểm nó đều có cái riêng của nó. Đối với tôi thì mỗi giai đoạn, dù khổ đau hay vui mừng, nó đều có cái giá trị riêng của nó. Không có cái nào nó khác cái nào, giống cái nào cả. Vâng. Và nếu mà muốn sống lại thì cũng không thể sống được. Và nếu bảo tôi có chọn lại thì chắc tôi cũng không chọn. Bởi vì mỗi giai đoạn cuộc đời nó có những cái hay mà không bao giờ đi trở lại. Vâng. Như một triết gia nào đó đã nói, không có ai có thể tắm 2 lần dưới một dòng sông. Và một thần học gia tên tuổi cũng nói, trung thành với Thiên Chúa là trung thành với lời mời gọi của Ngài trong giây phút hiện tại, trong mỗi khoảng khắc. Thành thử ra tôi nhìn 5 năm đó với cái nhìn an lạc. Và trong cái an lạc đó thì có những vui buồn lẫn lộn, có những khổ đau, nhưng có những thành công, tất cả đều là ân sủng và tất cả đều là trách nhiệm. Riêng đối với Tam Tòa, sở dĩ chúng tôi đang để ý và cũng đang cố gắng để xây dựng lại cái nhà thờ Tam Tòa hơn những nhà thờ khác, đó là Trung Quán và Con Cuông. Vâng. Bởi vì nhà thờ Tam Tòa nó có một vai trò lịch sử đặc biệt hơn. Vâng. Bởi vì đó là nhà thờ nằm ở Đồng Hới. Vâng. Đồng Hới là thị xã của tỉnh lỵ của Quảng Bình. Vâng. Và nơi đó, nơi nhà thờ Tam Tòa đó, một linh mục rất nổi tiếng, đó là cha linh mục Cadie. Vâng. Mà năm 2010, chúng tôi có làm cái hội thảo tại Huế. Vâng. Và rất nhiều người, tất cả các chuyên viên đều công nhận Ngài là một nhà ngôn ngữ học, nhà phong tục học và nhà tôn giáo học nổi tiếng. Vâng. Và chính Ngài cũng đã đóng góp trong vấn đề tìm ra Động Phong Nha. Vâng. Và trong một thời gian khá dài, Ngài từng là cha phó của Tam Tòa. Vâng. Sau đó, một nhân vật khác cũng rất quan trọng, đó là Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Vâng. Trong những năm đầu đời của cuộc đời linh mục, đã từng làm cha phó của Tam Tòa. Vâng. Và nhà thờ Tam Tòa nằm trên dòng sông Nhật Lệ. Có lẽ anh đã nghe cái bài hát, tôi nghe một lần tôi rất cảm động, bây giờ tôi cũng không nhớ nữa. Nhật Lệ Trăng Huyền Thoại, cái gì đó. Vâng. Thì đó là một địa danh rất đặc biệt. Và hơn nữa, thành phố Đồng Hới là một thành phố cũng đặc biệt, được xây dựng lại sau 75, thành những thành phố mới, không có một dấu ấn tôn giáo nào cả. Vâng.
chỉ còn lại tháp chuông của Tam Tòa. Vâng. Chính vì vậy, chúng tôi cũng mong rằng xây dựng nhà thờ Tam Tòa với một di tích đặc biệt, với một dấu tích đặc biệt, với một sự hiện diện đặc biệt, mang vẻ văn hóa, lịch sử và tâm linh. Vâng, vâng, thưa quý vị khán giả, quý vị vừa nghe Đức Cha đề cập tới cái tên Đồng Hới. Thì thưa quý vị, trong chiến tranh Việt Nam, Đồng Hới là cái cửa ngõ của quân đội miền Bắc đi vào miền Nam. Và ở Đồng Hới, không có ngày nào mà không có tiếng bom của oanh tạc cơ Hoa Kỳ. Là vì từ Đồng Hới, một con đường bộ duy nhất được nối liền với một con đường khác đi vào lịch sử của chiến tranh. Đó là đường mòn Hồ Chí Minh, đi qua Lào, xuống Cao Miên và vào miền Nam. Đồng Hới là một danh địa lịch sử của chiến tranh. Đồng Hới lại còn là danh địa của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Vương Thư Đức Cha, bây giờ trở sang một cái câu hỏi khác có liên quan đến giáo hội và cái vấn đề quan hệ liên lạc giữa Tòa Thánh Vatican và chính quyền Việt Nam. Từ năm 2007, thì thưa Đức Cha đã có tới 4 cuộc hội họp giữa Tòa Thánh Vatican và bên nhà nước Cộng sản Việt Nam. Từ năm 2007, đã có cuộc viếng thăm Vatican của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Rồi sau đó, cuộc viếng thăm của ông Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, bây giờ đã nghỉ hưu. Rồi tiếp theo là cuộc viếng thăm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và rồi đến lượt ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Đều có những cái cuộc thảo luận với Tòa Thánh Vatican về vấn đề tái thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khi chưa có những cái tiến triển gì rõ rệt, thì vị đại diện của Tòa Thánh Vatican là Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cagliari được dễ dàng đi vào Việt Nam để làm nhiệm vụ tông đồ. Thưa Đức Cha, cái sự kiện đó nó đặt ra cho chúng ta một cái vấn đề là một đảng thì để cho vị đại diện của Tòa Thánh Vatican đi vào dễ dàng. Một mặt thì lại vẫn chưa có sẵn sàng nối lại bang giao với nhau giữa Tòa Thánh Vatican và bên nhà nước Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi còn nhớ là Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã có lần nói rằng là giáo hội của chúng tôi và giáo hội Tòa Thánh La Mã đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ còn chờ đợi quyết định của nhà nước. Vậy thì thưa Đức Cha, cho đến hôm nay, cái gì đang là ngăn cản, đang là lực cản giữa đôi bên chưa xích lại được với nhau? Câu hỏi đó đáng lẽ ra tôi đặt ra cho anh, nhưng mà tôi chưa kịp đặt thì anh đặt ra cho tôi. Thì tôi không phải là người chuyên về truyền thông. Chính vì vậy, như cổ nhân ta nói, ai lại đánh trống qua cửa nhà sập. Nhưng mà đã lỡ hỏi thì tôi cũng không thể không nói đôi chút. Vâng. Đúng vậy. Rất nhiều lần một số người nghĩ rằng năm nay, cuối năm nay sẽ có bang giao, rồi lại tiến hạn sang năm khác. Nhưng mà so từ lúc đầu cho đến hôm nay thì có cái tiến triển. Chẳng hạn trong thời gian đầu thì Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Leopoldo Girelli chỉ đến Việt Nam trong một thời gian ngắn. Nhưng mà những thời gian sau này thì được triển hạn nhiều hơn, thời gian lưu ở Việt Nam nhiều hơn và đi lại cũng dễ dàng hơn. Và hơn nữa, kể từ năm ngoái thì Ngài có hai văn phòng, một văn phòng ở Tòa Giám mục Hà Nội và một văn phòng khác đặt tại Văn phòng Trung tâm
Công giáo, văn phòng của Hội đồng Giám mục tại Trần Quốc Toàn, vâng, ở Sài Gòn. Vâng. Vâng. Và cũng có hai thư ký, vâng, một thư ký ở Hà Nội và một thư ký tại Sài Gòn. Sài Gòn. Vâng. Hành chính như vậy, ta thấy là có những cái bước nhỏ nhỏ tiến triển cụ thể. Vâng. Nhưng rồi bước quyết định như anh nói thì bao giờ, thì chúng tôi cũng đang đặt câu hỏi đó. Vâng. Và có lẽ đang cần những cái yếu tố khác nữa, thì có lẽ phải chờ có thể năm tới chăng, cũng như nhưng mà chưa chắc năm tới đã được, vì cũng biết có nhiều người đã nghĩ rằng ở năm 2013 người ta nghĩ sang 2014 sang 2015, và rất có thể hôm nay lại nghĩ 2016, rồi biết đâu 2016 lại chờ 2017. Vâng, thưa quý vị, đến đây chúng tôi lại tạm ngưng cái chương trình truyền hình của chúng tôi để mời quý vị theo dõi phần thứ ba. Mùa hè sắp đến, vườn mai vàng Florida sẽ cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc ship vào mùa đông. Vườn mai vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Mai Vàng Florida 941-301-9251, 941-301-9251. Tàu hũ Thanh Sơn, nơi nhộn nhịp nhất tại Thương xá Eden, luôn có quý khách xếp hàng thật dài. Tàu hũ Thanh Sơn, nơi của quý đồng hương yêu chuộng chè, xôi, chả cá, chuối nướng, khoai mì dừa. Đặc biệt trà chân châu, tàu hũ đủ loại, sữa đậu nành, giò lụa, giò bì và nhiều món ăn đặc biệt theo mùa như bánh trung thu và bánh chưng. Tất cả món ăn được nấu và sản xuất tại chỗ. Mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối. Địa chỉ số 6793 Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044. Điện thoại số 703-534-1202, 703-534-1202. Bản tin Hoa Thịnh Đốn trân trọng thông báo, trong chương trình thường lệ những vấn đề của chúng ta kể từ tối thứ 6 2 tháng 10, thứ 7 3 tháng 10 và chủ nhật 4 tháng 10, chúng tôi sẽ phát hình cuộc trao đổi đặc biệt giữa nhà báo Phạm Trần và đức cha Nguyễn Thái Hợp, giám mục địa phận Vinh, chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tình hình tôn giáo trong nước và các vấn đề thời sự mới nhất liên quan tới Giáo hội Công giáo và Giáo hoàng Francisco. Xin mời quý vị đón xem.